Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, chiều nay Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc với cử tri phường Long Thạnh, Long Sơn, Long Phú và Long Hưng, thị xã Tân Châu. Cùng tham dự có đồng chí Lê Văn Nương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thiết Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Đinh Thị Diệu Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo thị xã Tân Châu. Tại buổi tiếp xúc, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã báo cáo đến bà con cử tri thị xã Tân Châu kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 cũng như hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tại kỳ họp. Cử tri thị xã Tân Châu bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng hoạt động của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, nhất là đã chuyển tải tâm tư nguyện vọng của cử tri trước kỳ họp đến nghị trường để Quốc hội xem xét giải quyết. Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, cử tri thị xã Tân Châu mong muốn đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp tục kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp bình ổn giá điện cũng như tình hình cung ứng điện trong sinh hoạt sản xuất để nhanh tiến độ xây dựng cầu Tân Châu, Hồng Ngự. Kiến nghị Trung ương xem xét sớm hỗ trợ đầu tư tuyến tránh đê cấp 3 đấu nối với tuyến đê Đông Bảy Xã và tỉnh lộ 952, đồng thời xây dựng cụm tuyến dân cư nhằm đảm bảo cho trên 500 hộ dân di dời vào ở ổn định và an toàn phòng chống lũ để người dân an tâm sản xuất. Cử tri đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị Trung ương đầu tư cụm tuyến dân cư đồng bộ và hạ tầng, nhất là ở các huyện đầu nguồn để vừa ứng phó với biến đổi khí hậu, vừa xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực phòng thủ biên giới, xem xét lại chủ trương tinh giản biên chế, nhất là đối với biên chế ngành giáo dục một cách hợp lý, tiếp tục đầu tư cho cơ sở vật chất trường lớp học, nhất là ở các địa phương vùng sâu vùng xa biên giới như Tân Châu. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang và các ngành chức năng tỉnh, lãnh đạo địa phương giải trình thỏa đáng.